Tao nói thật nhá, con Tuyến nó được bài kiểm tra hóa điểm cao như thế là vì nó khóc lóc xin tao cho chép bài, chứ không thì còn lâu mới được điểm cao như thế. Thật á? Thế mà trước nay tao cứ tưởng nó học giỏi thật. Con này lươn thật đấy, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền học giỏi, hóa ra là chép bài của mày à? Con đấy thảo mai lắm, suốt ngày diễn kịch trước mặt mọi người thôi. Nhà thì nghèo nhưng mà thích đua đòi trưng diện, thấy tao mặc cái gì đẹp là cũng xin mặc theo. Lúc nào tao thương ấy thì tao cho, còn những lúc mà tao không cho thì nó lại đi mua đồ pha ke để mặc cho giống tao, cho đẹp giống tao. Nhưng mà làm sao mà đẹp bằng tao được, đúng không? Eo ơi, còn thế nữa. Có thể có chuyện này chúng mày không biết. Phan Anh ấy lúc đầu thích tao cơ, nhưng mà con Tuyến nó cứ bu bám lấy, nó ngứa mắt, tao bổ thí luôn. Trên đời này ấy, tao ghét nhất là những con thảo mai như thế đấy. Nhưng mà thôi, trên đời này nó lại chỉ có mỗi tao là bạn thân. Bây giờ bọn mình vạch mặt nó ra, nhỡ nó xấu hổ quá, nó đòi đi tự tử giống trong phim thì sao? Tốt bụng như tao không làm điều đấy được. Tuyến ơi! Tuyến! Tuyến ơi! Trời ơi! Tuyến ơi! Dậy đi! Giờ này vẫn còn ngủ à? Dậy đi! Xem tớ mang cái gì cho cậu này. Xinh không? Sao thế? Cái này chỉ là món quà nhỏ mà tớ muốn tặng cho cậu để cảm ơn cậu vì đã cho tớ chép bài trong kỳ thi vừa rồi thôi. Kỳ thi vừa rồi á? Ừ. Cậu sao thế? Mất trí à? Thôi, chúc mừng mày vì đã đứng thứ ba toàn trường trong kỳ thi chuyên đề vừa rồi. Cậu vừa nói cái gì đấy? Thôi, nhìn mặt này là không biết gì rồi. Tuyến ơi, mày vừa đứng thứ ba toàn trường trong kỳ thi chuyên đề vừa rồi đấy. Cái gì? Kỳ thi chuyên đề á? Đúng rồi, cậu đứng thứ ba, tớ đứng thứ tư. Ngạc nhiên chưa? Điện thoại của tớ đâu rồi? Cái gì? Hôm nay là 20 tháng 3, 2023 á? Đúng rồi. Cậu làm sao đấy? Ồ. Này, mày vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tuyến này, đâu đấy? Con này vui quá hóa dầu à? Lý, mày chạy cho nó xem nó làm sao không? Lấy đi xem nào. Nhưng nó vui quá đâm đầu tường chết đấy. Kiếm tí đồ nấu ăn chúc mừng nó đây. Đây. Sao? Kỳ thi chuyên đề diễn ra từ năm ngoái cơ mà. Sao mình có thể trở lại một năm trước được như vậy? Chẳng lẽ mình có siêu năng lực gì à? Nếu như ông trời đã cho mình một cơ hội để quay trở lại quá khứ, thì mình sẽ dùng cơ hội này để sửa chữa tất cả những sai lầm trong quá khứ của mình. Tuyến! Cậu bị sao đấy? Tớ không sao. Tớ vui quá thôi. May quá. Thế mà tớ cứ tưởng cậu bị làm sao. Đợt thi này nhờ có cậu mà tớ cũng được xếp thứ tư, vào cùng lớp với cậu luôn. Như thế là định mệnh đấy. Sau này chúng ta sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến, không bao giờ xa nhau, được không? Lạnh hồn, nghiệp duyên thì có. Thế nên bây giờ ông trời mới cho tôi làm lại này. À, chiều nay tớ muốn tổ chức một buổi ăn mừng, cậu nhớ qua đấy nhá. Với cả nhớ mặc bộ váy mà tớ tặng ấy nhá. Tớ biết rồi. À, tớ có mua tặng cậu một cái vòng cổ đây này. Nhớ đeo đi nhá. Tớ cũng có một bộ ở nhà. Tớ cảm ơn cậu.
bọn mình mãi là bạn thân nhé. Mãi là bạn thân. Thôi, tớ về trước đây. Bye bye. Ở đấy, nó đây này. Cái con này, tự nhiên chạy ra đây đi. Về nhà cái Quỳnh nấu ăn đi. Thằng Hiếu nó bảo là hôm nay mày thích ăn cái gì, nó sẽ nấu cho mày món đấy. Thích nha. Tớ muốn ăn bò nướng phô mai, có được không? Con này biết tranh thủ quá nhỉ. Nhưng mà món đấy đắt tiền, xịn sò lắm. Làm gì có tiền mà làm. Việc gì khó, có Quỳnh lo nhá. Nhà tao nguyên một tảng, để tủ lạnh cái kìa, có ăn hết đâu. Nhớ bố mẹ cậu biết thì sao? Lo cái gì? Nhà tao nguyên một tủ đông lạnh cái kìa. Nếu ai hỏi thì tao bảo là tao đói, tao lấy tao ăn. Hợp lý. Này, thế nhà mày có phô mai không? Mày tiện nhỉ? Được rồi, tao quý cái Tuyến lắm nên tao tài trợ nhá. Rồi. Tớ cảm ơn Quỳnh nhiều lắm, cậu là số 1. Trời, bạn cứ nói thừa. Đi, lên đường. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay, Hiếu và Team Gay TV sẽ cùng nhau làm món bò nướng phô mai. Đây là yêu cầu của một bạn fan đã được 2,4 ca like trong phần 2 của phim Tết Ngây Ngô Thủa Đầu. Bạn nào mà thích món bò nướng thì hãy cùng Hiếu làm món này nhé. Tao biết. Để làm được món này ấy thì cần phải có thịt bò. Bò ta hay bò Mỹ đều được, miễn ấy là phải tươi. Mà ngon nhất ấy là lấy phần thăn bò. Đây rồi, thịt bò nhà tao đây. Thôi, để con làm mẹ nhé. Ok. Các bạn ạ, chúng ta sẽ chuẩn bị tầm 4-5 lạng thịt bò. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ thái miếng to vừa đủ ăn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi ướp bò trước. Đấy. Chúng ta sẽ ướp với một chút tỏi này, đường này, nước tương này, rồi là tương ớt Hàn Quốc. Nếu như mà các bạn không có tương ớt Hàn Quốc ấy, thì các bạn lấy tương ớt Việt Nam cũng được nhá. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Đấy. Sau khi mà đã ướp đều như này rồi ấy, thì chúng ta sẽ mang đi nướng. Nếu bạn nào mà không có bếp nướng ấy, thì chúng ta có thể dùng chảo cũng được. Chúng ta sẽ cho dầu vào chảo rồi chiên qua bò trước đã nhá. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ cho phô mai sợi vào nhá. Đấy. Rồi. Sau đó cái phần kim chi này chúng ta có thể cho vào trong hoặc là chúng ta có thể để ngoài và ăn kèm cũng được, hiểu chưa? Còn cái phần hành lá bây giờ chúng ta sẽ rắc lên trên nhá. Ôi. Gà hết nhà tao rồi, kinh quá. Thôi, ăn được chưa? Tao ăn nha. Ăn được chưa? Cái gì? Ăn được rồi. Thế nhưng mà phải để cho cái Tuyến thử trước nha. Vì hôm nay là ngày của nó mà. Tao phải chợ mà. Ôi nó. Rồi sao thế nào, ngon không? Ngon. Bò mềm, ngọt, thơm béo ngậy một phô mai. Thế thôi ăn đi chúng mày. Các bạn ạ, các bạn muốn Team Gay TV làm món gì thì các bạn hãy comment xuống phía bên dưới nhá. Ui dồi ôi, Tiến sư cái lũ tham ăn tục uống để cho tao một miếng chứ. Ui ôi. Nóng quá. Xin lỗi nhá. Mà thôi, để tao bây giờ mời tất cả chúng mày đi ăn chè. Thôi, chiều nay tớ có kế hoạch rồi. Kế hoạch gì đấy? Quỳnh ơi, tớ muốn nhờ cậu một việc. Việc gì? Đấy, tao có ba cái váy kiêu sa cô ba nhất của tao đấy. Tình tưởng, chọn đi.
Cậu cho tớ mượn cái này nhá. Ừ, được. Mắt thẩm mỹ tốt đấy. Ừ, để tớ vào kia thử. Ừ. Mỹ, váy tao hơi đẹp đấy. Ê, chà, được đấy. Nhờ cái váy này mà mày từ vịt bỗng hóa thành thiên nga đấy. Ui, thế nhưng mà nó cứ hở hở sao ấy? Học sinh ai ăn mặc hở hang này? Mày biết cái gì về thời trang mà mày kêu là hở? Sợ hở ấy, thì kéo cái vai lên một tí là được. Đây. Đây, kéo lui lên một tí. Đấy là nếu sợ hở. Rồi. Đấy. Đấy. Quỳnh ơi, cậu cho tớ mượn dây chuyền của cậu được. Đây à? Được. Đắt tiền đấy nhá. Dùng là phải cẩn thận. Này. Cái gì? Nhưng mà tớ muốn nhờ các cậu một việc nữa được không? Không ngờ mày thi lại được điểm cao thế đấy. Chuyện thực lực như nào thì điểm thi như thế thôi. Mày không ngờ là mày coi thường tao đấy. Mà tao nghe nói con Tuyến nó xếp trên mày à? Con này học cũng khét đấy nhở? Khét cái gì? Ăn may cả thôi. Chẳng qua là tao nhắc bài cho nó mới được điểm cao như thế đấy chứ. Thật á? Mày cho nó chép bài à? Ừ. Nó còn cầu xin tao là đừng kể chuyện này với ai đấy. Nhưng mà sao nó chép bài của mày điểm nó lại cao hơn mày? Thì nó chép sau. Nó trình bày sạch sẽ hơn tao. Hơn tao có 0,5 điểm thì mới xếp thứ 3. Chỉ còn lâu mới hơn được điểm tao. Con này ghê thật. Thế mà lúc nào ông ra vẻ tao đây ngoan ngoãn học giỏi. Con dành láo thật. Lật mặt hơn lật đánh tráng. Tao không ngờ nó mất dạy như thế đấy. May là cái Tuyến phát hiện ra sớm. Theo như kế hoạch, bây giờ bọn mình vào vả cho nó lật mặt ra. Huy. Tuyến hôm nay xinh thế nhở? Hôm nay Tuyến có cái váy xinh thế. Lại còn vòng cổ lấp lánh nữa. Mượn của ai à? Đều là đồ của cái Tuyến cả đấy. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mà đặc biệt đều là đồ xịn cả. Chứ đâu có như ai đấy mặc đồ pha ke bao giờ nhỉ? Làm cái gì đấy? Này, công nhận là bây giờ người ta làm hàng giả tinh vi thật đấy nhở? Cái vòng này mua ở đâu ấy? Mua bao nhiêu đấy? Chỉ cho tao tao mua một lố chơi chơi. Cái gì cơ? Ôi, ly mà cũng dùng hàng giả? Ôi, cái gì? Mày dùng hàng giả? Đừng nói với tao là cái vòng sinh nhật này mày tặng tao cũng là hàng giả đấy nhá. Không phải, vòng thật đấy. Mày lấy cái gì chứng minh đấy là vòng thật? Thôi cậu, Ly có tấm lòng là được rồi. Thật giả đâu có quan trọng đâu. Đúng. Đúng rồi đấy. Thôi các cậu uống gì để tớ đi order cho. Uống gì kìa, thằng kia. Thôi, cho cái gì đắt nhất để ngon nhất đi. Mấy khi bạn Ly mời nhỉ? Ok, để tớ đi vào gọi đồ. À này, nghe nói điểm thi của hai đứa mày xếp gần cuối danh sách à? Thôi không sao, vẫn lên lớp là không ngu rồi. Ờ đúng, không ngu lắm. Ừ đúng rồi. Dù sao bọn tớ cũng tự lực để thi, chứ không như ai đó. Chép bài của bạn mới được điểm cao đúng không Tuyến? Hóa ra là các cậu cũng biết hết rồi à? Đúng. Biết hết rồi. Thế thì tớ cũng nói cho các cậu biết luôn. Thực ra là Ly rất nhiều lần năn nỉ tớ cho cậu ấy chép bài. Nếu cậu ấy bị điểm thấp thì sẽ bị bố mẹ mắng và đánh đuổi ra khỏi nhà. Cái gì? Ly nó chép bài của cậu á? Ly lúc nào cũng năn nỉ tớ
là giấu kín bí mật này hộ cậu ấy và không cho bất kỳ ai biết. Cho nên hai cậu giữ kín nhé. Mọi người chịu khó uống nước lọc trước nhá. Tí nước kia ra sau. Mày làm ăn kiểu gì đấy? Ôi hết tao rồi. Phải là tao đâu? Chẳng ra làm sao cả. Thôi, tôi đi về đây. Ơ, Tuyên, sao lại về? Cậu sao đấy? Có bao giờ cậu bỏ tớ để đi về như thế đâu. Cậu nên làm quen dần với điều đó đi. Ôi, nó tỉnh rồi đây chúng mày ơi. Các cậu ơi, tớ bị sao đấy? Cái ly nó bảo mày bị xe tông nên bọn tao mới sang đây đấy. Cái ly á? Lúc mày bị tông ấy, nó gọi tao đến để đưa mày về mà. Nó còn khóc lóc mãi vì nó lo cho mày đấy. Đúng rồi, tao thấy nó tốt với mày đấy. Nó khóc nhiều lắm. Mà nó vừa về rồi, chắc tí nó sang đấy. Ly khóc vì tớ? Nó khóc mà tao tưởng nó sắp ngất rồi ấy. Mày đúng là may mắn khi có người bạn như thế đấy. Thế nào đấy? Tớ không sao. Tuyên ơi, Tuyên. Cái gì đấy? May quá cậu không sao. Cậu mà có vấn đề gì tớ không sống nổi mất. Cậu thật lòng không thể sống thiếu tớ. Thật mà. Tớ và cậu mãi mãi là bạn tốt của nhau. Không bao giờ lìa xa nhau. Cậu nhớ chưa? Hóa ra là mình đã trở lại hiện tại. Nếu như cuộc đời đã cho ta vai diễn thì chẳng tội gì mà không diễn. Là cậu ép tớ phải làm điều này đấy Ly ạ. Tuyến, cậu ở đây à? Tớ tìm cậu mãi đấy. Cậu tìm tớ có việc gì không? Cảm ơn cậu vì hôm nay đã cho tớ chép bài hóa nhá. Không có gì đâu. Này, hôm nay là sinh nhật của Phan Anh đấy. Chiều nay nhớ ăn mặc đẹp, đi sinh nhật đấy nhá. Tặng cậu cái váy này. Chiều nay mặc đi, đảm bảo là Phan Anh ngất ngây luôn. Tớ cảm ơn. À, còn cả cái vòng tay này nữa. Đây, chiều nay cậu đeo vào nhá. Mình sẽ đeo vòng đôi. Tớ biết rồi, tớ nhất định sẽ đeo nó. Thôi, cậu cầm đi nhá. Tớ về trước đây. Ai đây này? Ai ở con này? Sao về đây? Đi nấu không? Các cậu ơi, tớ muốn nhờ các cậu một việc được không? Việc gì? Chúc mừng sinh nhật Phan Anh. Cảm ơn Ly. Thế cái Tuyến vẫn chưa tới à? Tuyến có nói với tớ là Tuyến đến muộn 5 phút. Mọi người chờ một lát nhá. À mà này, hôm qua kiểm tra hóa nó có chép bài của mày không? Này, sao lại nói chuyện đấy trước mặt Phan Anh? Chả sao, cho Phan Anh biết rõ bộ mặt của con đấy. À thì cậu ấy cũng năn nỉ tớ mãi. Cậu ấy bảo là nếu điểm thấp bố cậu ấy sẽ buồn. Cho nên tớ thương, tớ cho chép ấy mà. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, cậu đừng để tâm. Này, sao mày vẫn làm bạn với nó được mấy năm thế? Phải tao ấy, tao đá nó từ lâu rồi. Tao ghét nhất là cái loại bạn bè thảo mai như nó đấy. Nào, thôi, trước mặt Phan Anh bọn mình đừng nói những chuyện như thế. Các cậu đang nói tới ai vậy? Sao mày không nói cho Phan Anh biết là mình đang nói tới con Tuyến? Tuyến á? Đúng đấy. Nói cho Phan Anh biết là con Tuyến nó xấu xa giả dối như nào. Chả hiểu sao Phan Anh lại thích được cái loại vừa nghèo vừa hèn như nó. Không, tớ không tin Tuyến là người như vậy.
Tuyến thì lúc nào cũng muốn được trở thành người như tớ. Phan Anh không để ý à? Cậu ấy lúc nào cũng ăn mặc giống tớ cả ấy. Nếu mà Phan Anh không tin ấy, thì lát nữa Tuyến tới, cậu sẽ thấy cậu ấy mặc một bộ váy giống hệt tớ. Cả cái vòng tay này cũng giống luôn. Nhưng mà toàn hàng giả thôi. Cậu ấy lúc nào cũng muốn đẹp được như tớ. Nhưng mà nhà lại nghèo, làm gì có tiền mua. Toàn dùng hàng giả ấy để đi làm màu với mọi người. Khổ. Những điều cậu vừa nói là thật đấy chứ? Ơ, tớ nói điều làm gì? Tuyến còn hay mượn quần áo của tớ, xong rồi không giả cho tớ ấy. Còn một điều này nữa, không biết tớ có nên kể ra không. Nhưng mà điểm thi của Tuyến cao như thế là do chép bài của tớ đấy. Tớ giấu vì không muốn Tuyến xấu hổ trước mặt mọi người thôi. Cậu nghe rõ chưa? Thế mà Phan Anh vẫn thích con bé Thảo Mai đấy à? Tuyến đến đấy à? Sao hôm nay trông cậu ăn mặc đẹp thế? Hôm nay mượn được cái váy ở đâu mà đẹp thế Tuyến? Đây là váy bố tớ đã mua tặng. Vì tớ đã đạt điểm thi cuối kỳ 1 đứng nhất lớp. Hôm nay là sinh nhật của Phan Anh, tớ mới có dịp để mặc nó. Hàng limited đấy, đến từ hiệu may Tâm Lồn. Mà dạo này mấy cái hàng pha kè làm tinh vi phết nhỉ? Ừ. À, Ly ơi, mấy cái vòng vèo mua ở đâu đấy? Tao mua một lỗ về dùng dần. Tay ra xem nào. Ok. Bỏ ra. Công nhận là cái hàng giả này làm giống hàng thật phết. Giả à? Ai nói với các cậu đây là hàng giả? Ồ, thế mấy cái vòng vèo mày tặng cái Tuyến bạn tao toàn hàng giả mà. Thế nên chắc gì mày đã dùng hàng thật, đúng không? Đúng. Lúc nào cũng khoe là dùng đồ đôi với cái Tuyến. Thế nhưng mà mình thì dùng hàng thật, còn mua cho bạn hàng giả. À, mà hình như kỳ thi nào ấy, Tuyến cũng cho Ly chép bài. Thế mà cho bạn chép bài, bạn lại tặng mình hàng giả. Thế là không được lắm nhở? Các cậu nói linh tinh cái gì đấy? Không biết thì đừng có nói. Tớ không chép bài của Tuyến, là tớ tự làm. Với cả tớ cũng không tặng hàng giả cho Tuyến. Người bán hàng lừa tớ đấy. Được rồi, cứ cho là người ta lừa cậu đi. Vậy cậu có dám thề là những bài kiểm tra ở trên lớp là cậu không chép bài của tớ, là cậu tự làm không? Tớ thề. Wow, tớ thề luôn kìa. Được, cứ cho là cậu tự tin với lực học của mình đi. Vậy thì cậu hãy thử giải bài kiểm tra hóa của tuần trước đi. Này, cô bạn tí. Hôm nay là sinh nhật của Phan Anh, tớ không có tâm trạng để làm bài tập hóa. Được, nếu như cậu không thích làm thì tớ vẫn còn cách chứng minh những lời nói của cậu đều là dối trá. Nếu như cậu thực sự học giỏi thì tại sao bài kiểm tra của cậu lại được 4, còn của tớ lại được 10? Tớ vì hôm trước cậu đã chép bài của tớ, nhưng cậu đã chép nhầm bài giải sai nên cậu mới được 4 điểm. Như thế đã đủ đánh giá năng lực của cậu chưa? Đúng này, bài của Tuyến đúng hết. Đưa đây. Cô giáo còn chưa giả bài kiểm tra, sao các cậu lại có? Đừng có ngụy tạo bằng chứng để đổ oan cho tớ. Cái Tuyến nó lên trên lớp, nó nói hết sự thật với cô chủ nhiệm rồi. Còn xin cô ấy bài kiểm tra để cho tất cả chúng mày cũng biết bộ mặt thật của cái con bán lươn này đấy. Bao nhiêu năm qua cậu lợi dụng tớ để dạy kèm cậu học. Tớ cho cậu chép bài chỉ vì tớ thương cậu. Nếu cậu bị điểm thấp sẽ bị bố mẹ mắng thôi.
chỉ vì hai chúng ta là bạn của nhau. Cậu bảo gì tớ đều nghe theo hết. Tớ nghe theo như một con ngốc vậy. Kết quả thì sao? Kết quả cậu đi rêu rao nói xấu tớ. Thậm chí là còn đổ oan ngược cho tớ nữa. Ly, những gì Tuyến vừa nói là sự thật đúng không? Phan Anh đừng có tin. Cậu ấy nói dối đấy. Nếu cần thì tớ sẽ sâu hết tất cả những bằng chứng cho mọi người thấy. Những tin nhắn cậu khóc lóc vì bị bố đánh khi bị điểm thấp. Những lần cậu xin tớ cho cậu chép bài. Những lần cậu năn nỉ tớ nhận quà của cậu. Tuyến ơi, tớ biết tớ sai rồi. Cậu tha lỗi cho tớ nhá. Sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Tớ đã làm gì có lỗi với cậu à? Vì cậu cái gì cũng có. Học giỏi, lại được mọi người yêu thương quý mến. Đến cả Phan Anh cũng thích cậu. Cho nên tớ thấy ghen tị với cậu. Nhưng mà cậu tha lỗi cho tớ nhá. Đã quá muộn rồi. Không, không muộn. Cậu đừng bỏ rơi tớ mà Tuyến. Cậu đã hứa là không bao giờ bỏ rơi tớ cơ mà. Cho tớ một cơ hội sửa sai đi mà Tuyến. Người như cậu không xứng đáng làm bạn của tớ đâu. Tuyến, Tuyến. Đại Nam ơi. Ủi giời, sao mà phải buồn? Bạn xấu thì bỏ đi. Mày vẫn còn hội bạn. Bạn tốt là bọn tao cơ mà, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đi ăn chè giải sầu đi. Tao mời. Lấy nhất chi luôn đi.